Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Trên tay mình đây, đây là 2GB RAM. Một bên là DDR4 và một bên là DDR5. Các bạn đoán xem đâu sẽ là GB RAM DDR4 và đâu sẽ là GB RAM DDR5. Có thể nhìn qua các bạn nhìn, uầy, DDR5 mới hơn thì trông có vẻ xịn sò hơn. Nhưng mà thực tế thì không. Trên tay trái của mình đây, đây mới là GB RAM DDR5 mới nhất. Mình sẽ nói nhanh qua mức giá của sản phẩm. Thì các bạn cứ tưởng tượng là nếu như GB RAM DDR4 có mức giá là 1 đồng thì GB RAM DDR5 sẽ có mức giá là 2 đồng, tức là đạt gấp đôi khi so với DDR4. Nhưng thôi, chúng ta sẽ tạm bỏ qua mức giá qua một bên và tập trung chính vào những gì mà RAM DDR5 có thể mang lại. Và mình sẽ nói sơ qua một chút về mặt hình thức đi. Thì đây là Kingston Fury và dòng RAM mới đến từ Kingston. Thì với GB RAM DDR4 đây là bus RAM là 3600 với dung lượng là 32GB, tức là chúng ta sẽ có 16GB một thanh và có LED RGB luôn. Còn đối với bộ kit RAM DDR5 mình đang có ở đây thì bộ kit RAM này trông khá là bình thường thôi, chúng ta sẽ không có LED RGB. Thế nhưng đây vẫn là dung lượng 32GB và cái bus RAM khác một chút xíu thôi là 4800. Đúng vậy, 4800 trên bộ kit RAM mà ngày xưa các bạn lại ép xung trên những cái bộ kit RAM này thì mới có thể lên được, và lên nó ổn định hay không thì chúng ta còn chưa biết được. Thì đối với những kit RAM DDR5 đây, chúng ta sẽ có một số những cái thay đổi. Đầu tiên là điện năng tiêu thụ của kit RAM DDR5 đã thấp hơn một chút xíu, thấp hơn 0.1V khi so với DDR4. Cái việc thay đổi điện năng như vậy, thứ nhất là giúp các bạn ép xung được mà tốt hơn, nếu như bạn nào mà đam mê ép xung và biết ép xung thôi nhá. Còn nếu mà không biết ép xung thì có giảm điện năng đi nữa thì nó vẫn thế thôi mà. Và một yếu tố nữa đó chính là khi mà giảm cái điện năng tiêu thụ của RAM xuống thì ở bên trong thanh RAM này đã xuất hiện thêm một con IC nữa để quản lý cái điện năng của RAM. Tức là khi các bạn sử dụng, các bạn có ép xung, tức là các bạn muốn ép xung ấy, thì cái vấn đề về điện năng các bạn sẽ bớt phải lo lắng hơn, bởi vì bên trong đã có sẵn con IC để có thể quản lý điện một cách tốt hơn rồi. Và một yếu tố nữa đó chính là tính năng tự sửa lỗi hay còn gọi là ECC. Thì trên cái RAM DDR5 chúng ta đã có cái tính năng ECC rồi, và tính năng ECC này sẽ được tích hợp thẳng lên cái chip nhớ RAM ở trong cái thanh RAM này, có trong đấy luôn. Thì các bạn biết như vậy thôi, chứ nếu mà mình nói kỹ hơn thì video sẽ khá là máy móc và chúng ta sẽ khó hiểu. Và một yếu tố nữa, đây các bạn nhìn thấy được ở đây là cái rãnh ở trên RAM DDR5. Các bạn nhìn qua, uầy, trông hình như là cái rãnh này đã về đến giữa thanh RAM rồi, và các bạn có thể cắm chiều nào cũng được. Thực tế thì không phải như vậy, cái rãnh RAM này chỉ vào gần giữa thôi chứ chưa hẳn vào giữa thanh RAM. Tức là các bạn cắm RAM này thì vẫn phải cắm đúng chiều, và chúng ta sẽ không thể nào tương thích ngược trên những RAM DDR4. Tức là các bạn cầm thanh RAM này, các bạn sẽ không thể nào cắm lên những cái mẫu bên hỗ trợ RAM DDR4. Thay vào đó các bạn sẽ cần lựa chọn những cái mẫu bên hỗ trợ sao cho phù hợp nhất. Thì mình sẽ lấy ví dụ luôn, có những cái mẫu bên ở trên thị trường hỗ trợ RAM DDR4, và có những mẫu bên vẫn cái mãi thôi nhưng họ sẽ hỗ trợ RAM DDR5. Và khi chọn mua, các bạn cần phải lựa chọn sao cho chuẩn chỉ nhất để đỡ phải đổi lại. Bởi vì đôi khi đổi lại, có thể các bạn đổi lại nhanh thì không sao, nhưng mua về rồi một thời gian các bạn mới sờ vào và các bạn phát hiện ra là không cùng những cái thanh RAM các bạn đang có sẵn, các bạn lại phải bán mẫu bên đi và mua mẫu bên hỗ trợ RAM của bạn về, như vậy sẽ khá là lãng phí. Rồi, thì khi mà tập trung đến cái khía cạnh hiệu năng thì sẽ như nào? Thì ở đây thì mình sẽ lựa chọn một cấu hình mà các bạn không thể nào tìm được sự nghẽn cổ trai, đó chính là CPU Intel Core i9 12900K mới nhất đến từ Intel luôn. Main thì mình sẽ lựa chọn hai mẫu main tốt nhất đến từ bên Asus. RAM thì cùng dung lượng là 32GB, bus RAM thì một bên là 3600, một bên là 4800, và card họa sẽ là RTX 3080 Ti nguồn 850W luôn cho nó thừa. Và hệ thống tản nhiệt, mình sẽ sử dụng hệ thống tản nhiệt, đó chính là hệ thống tản nhiệt All-in-One, một bộ hệ thống tản nhiệt RAD 360 để đảm bảo được rằng CPU sẽ luôn trong tình trạng mát mẻ nhất có thể.
Thông qua phần test vừa rồi thì mình sẽ có một số những cái nhận xét nhanh. Thì cái bài test vừa rồi là dựa trên cái nhu cầu sử dụng thực tế của mình. Thì mình thấy được rằng đối với phần mềm Adobe After Effects là một trong những phần mềm sử dụng rất nhiều RAM, 32GB RAM không phải dung lượng cao đâu. Tuy nhiên khi mà các bạn render video ở trên After Effects thì cái RAM DDR4 và DDR5 cái mức khác biệt hoàn toàn có thể nhìn thấy được ở mắt thường. Mà cái thời gian render của DDR5 chắc chắn sẽ nhanh hơn tương đối khi so với RAM DDR4. Cái lý do có lẽ nằm ở cái việc nó chọn bus RAM của DDR5 cao hơn khá là nhiều khi so với RAM DDR4. Tuy nhiên khi các bạn chơi game thì câu chuyện đấy lại hơi khác một chút. Thì đối với hầu hết tất cả các tựa game đều tối ưu dành cho những hệ thống có sẵn, tức là RAM DDR4 này, những cái mẫu CPU mới ra mắt này, những mẫu CPU của Intel, AMD hay là những mức cả loại mới ra mắt thì đều có thể tương thích tốt với RAM DDR4 với bus RAM khoảng từ 3000 đến 3600. Cái mức khác biệt giữa cái bus RAM 3600 hay 4800 theo như mình thấy ở đây rơi khoảng từ 1 đến 2%. Cái mức khác biệt này khi mà các bạn sử dụng thì hầu như sẽ không thể nào nhận ra được. Tuy nhiên thì đấy là tại thời điểm hiện tại, tại cái thời điểm mình làm video này thôi. Có thể ở trong tương lai một vài tháng nữa khi mà những cái hãng sẽ tung ra những cái bản update dành cho game thì biết đâu RAM DDR5 sẽ có mức chênh lệch có thể lên tận 10% khi so với RAM DDR4. Thì đấy là một số những cái tựa game mình test rồi. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, ở một số những cái tựa game đối CPU của Intel đang cần phải đợi bản cập nhật thì mới có thể chạy được. Thì ở trong một cái tương lai có thể là khoảng một tháng nữa khi mà tất cả các tựa game đều đã ổn định rồi, mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái video đánh giá toàn diện, test nhiều game hơn nữa để thấy được RAM DDR5 với RAM DDR4 khi mà chơi game thì sẽ như nào nhé. Còn bạn nào đã sở hữu một bộ kit RAM DDR5 rồi và bạn sử dụng những cái phần mềm khác mà cho mức cái hiệu năng, cái mức chênh lệch lớn thì đừng quên để lại comment để mình có thể lấy những cái phần mềm ấy ra và test cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.